Huy xin kính chào tất cả quý anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Ngày hôm nay Huy sẽ cùng với quý cô chú anh chị xem qua một trong những cái mẫu xe rất là quen thuộc tại Toyota Tân Cảng. Toyota Fortuner máy dầu mà là số tự động nữa thì chạy cực kỳ sướng cho quý anh chị, vừa tiết kiệm nhiên liệu và rất là bền bỉ. Với cá nhân đứng tên một đời chủ từ đầu, một đời chủ từ đầu quý anh chị. Ngoại thất và nội thất của chiếc xe này còn rất là mới luôn. Và với động cơ cũng như là gầm bệ thì bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ. Xe còn khá là đẹp quý anh chị. Một chủ mua tại Toyota Tân Cảng bên Huy và bảo trì bảo dưỡng hãng rất là kỹ, rất là kỹ. Odo chuẩn của xe là 36.578 cây số. Và với chiếc xe ngoại thất là màu đen 28 có ánh kim tuyến như quý chị nha. Và nội thất bên trong là màu nâu. Thì đây là một trong những cái mẫu xe vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa bền bỉ, chi phí bảo trì bảo dưỡng rẻ, và đặc biệt là giữ giá tốt nha quý chị. Thì anh chị nào mà có nhu cầu mua về sử dụng cho gia đình, hoặc là anh chị nào kinh doanh dịch vụ, thì đây là một trong những cái mẫu xe rất là hợp lý. Hôm nay thì Huy sẽ cùng với anh chị xem chi tiết cái mẫu xe này. Và với một chiếc xe được cá nhân mua tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy và bảo dưỡng tại hãng rất là đều, lịch sử hãng có đầy đủ hết quý anh chị. Mới có 36.000 ca thôi. Thì những chiếc xe mà 2019 máy dầu số tự động anh chị kiếm 30 mấy nghìn ca thực sự rất là khó luôn. Trên thị trường không có nhiều quý anh chị. Đấy, thì Huy sẽ cùng quý anh chị xem qua nha. Rồi, đầu tiên là cụm đèn, anh chị nhìn nào, đó, sáng bóng, trong veo và rất là đẹp luôn. Những chi tiết mặt chrome sang trọng ở phần ốp đèn sương mù. Đây anh chị, những chi tiết mặt chrome này anh chị. Phiên bản số sàn thì chỉ sơn thôi nha anh chị nha. Những cái ốp này là sơn thôi, còn này là mặt chrome. Mặt chrome. Đấy, gầm bệ anh chị thấy không? Mới không? Gia đình đi rất là kỹ. Đây cụm đèn anh chị. Đèn thì trang bị đèn halogen dạng bóng chiếu, nó hội tụ ánh sáng. Và với chiếc xe này thì có một tính năng rất là hay nữa là các anh chị, là chế độ chờ dẫn đường nha quý chị nha. Chờ dẫn đường tức là anh chị mà tắt máy, anh chị đi vô nhà thì anh chị có thể là kích hoạt chế độ chờ dẫn đường, đèn nó sẽ chiếu cho quý chị mình vào, rồi sau đó thì nó tự động nó tắt. Đấy, vỏ là còn nguyên bản theo xe, mâm 17 inch. Cái độ nguyên bản của nước sơn còn rất là nhiều, do là xe mới vừa về, bên Huy chưa có spa, chưa có làm đẹp cho nên là nó hơi dơ tí xíu thôi. Còn giá cả hiện tại xe này giá cực kỳ tốt luôn quý chị. Đấy, cửa đóng rất là chắc nha quý chị nha. Đây là một chiếc xe gia đình sử dụng, chủ xe cũng rất là ít đi và giữ nhìn xe khá là kỹ. Tay nắm cửa mặt chrome, đây nhìn những cái chén cửa này các chị, chống trầy khi mà anh chị mở cửa. Và cái ốp này là ốp của hãng, theo của hãng luôn quý chị. Đấy, Toyota của hãng luôn nha, cho nên là anh chị nhìn không, theo thời gian nó không có bị lão hóa, nó không có bị trầy xước oxy hóa và nó còn rất là đẹp luôn. Tay nắm cửa mặt chrome bên trong. Đấy, anh chị nhìn những cái phím này, lock and lock này anh chị, rồi gặp gương bằng điện nha, gặp gương bằng điện, tắp đi cửa quý chị, tắp đi cửa. Đây, ghế chỉnh điện 8 hướng nha quý chị, đây ghế chỉnh điện. Và xe được trang bị 7 túi khí chạy cực kỳ an toàn quý chị, và với hộp số tự động mà tự động 6 cấp. Đấy, chạy cực kỳ sướng luôn. Có chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu cũng như là chế độ power quý chị. Và những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết. Vô lăng có ốp gỗ bọc da, và đặc biệt anh chị thì ở trên vô lăng thì có lãi chuyển số, lãi chuyển số trên vô lăng nha anh chị nha. Đó, nó giúp cho quý chị lên số hoặc xuống số rất là tiện lợi, không phải thao tác nhiều. Rồi Huy sẽ cùng với quý anh chị mình vào bên trong. Huy sẽ nổ máy cho quý anh chị mình nghe tiếng nổ của động cơ nha. Đây anh chị, rất là êm luôn, bên Mỹ, êm ái. Và đây là một chiếc xe SUV gầm cao 7 chỗ rộng rãi các anh chị. Còn Odo của xe là chuẩn nha quý chị nha, cam kết với anh chị là chuẩn. Đấy, trên vô lăng thì chúng ta sẽ có những cái phím điều chỉnh âm lượng, đàm thoại thanh tay, điều khiển giọng nói này quý chị. Đó, anh chị nhìn nào, rất là đẹp luôn nha. Rồi, đầu DVD có trang bị camera gear đầy đủ hết. Rồi, với cái mẫu xe này thì anh chị mua về chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Đó, mọi thứ là còn đẹp lắm quý chị. Thì Toyota Tân Cảng Minh Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng 176 hạng mục, còn sách hướng dẫn sử dụng này quý chị. Đấy, kiểm tra 176 hạng mục, rất là kỹ. Anh chị thấy chưa, rất là đẹp. Thì xe mua tại Tân Cảng Minh Huy và chủ xe bảo trì bảo dưỡng hãng kỹ và giữ gìn xe rất là kỹ luôn quý chị. Thực sự những chiếc xe mà 2019 anh chị kiếm ra khoảng 30 mấy nghìn cây, trên thị trường thực sự ra không có nhiều đâu quý chị. Đấy, có mà rất là hiếm luôn. Mắt kính này quý chị nha, đây là một chiếc xe chuẩn gia đình cho quý anh chị mua về sử dụng. Đấy. Và về hệ thống đèn thì chúng ta có thể điều chỉnh được độ cao thấp của đèn luôn nha quý chị.
Đấy. Đấy, cửa đóng rất là chắc quá anh chị nha. Ron này, anh chị nhìn cái ron này. Đó, còn rất là căng và mới. Đây anh chị, táp bi cửa sau bên tay. Đấy. Đó, ok chưa? À, bằng sau thì dường như là rất là ít khi có người ngồi. Đấy, như anh chị thấy ha. Đấy, còn rất là mới và đẹp. Thì xe gia đình đi thì chủ yếu là chủ xe đi của mình thôi, đi làm việc. Rồi cuối tuần đi vòng vòng thôi, chứ thực sự ra thì không có phải mua về để chạy dịch vụ, cho nên là cây số nó ít. Và xe thì đi được bảo dưỡng thường xuyên, vệ sinh thường xuyên, cho nên là ngoại thất và nội thất của xe nó còn rất là mới. Đấy thì Huy cũng chia sẻ sơ để quý chị mình nắm anh chị. Đó, những vị trí lên xuống đồ này chuẩn không? Đó, đồ nghề con đội đồ còn đầy đủ hết. Đấy, xe có hai dàn lạnh trước sau đều được trang bị đầy đủ những cái cửa gió điều hòa như thế này, cho nên là hệ thống điều hòa làm lạnh nhanh và lạnh rất là sâu. Và đây những vị trí nha, anh chị nhìn những vị trí này anh chị thấy không, nó không bị tróc nhiều, chứng tỏ là ghế sau ít khi mà gập lên xuống. Và chắc chắn rồi, xe thì đi không không chở nhiều người, cho nên là gầm bệ mọi thứ nhún rồi cắt rô tinh cũng như là những chi tiết như anh chị thấy ghế đồ còn đẹp lắm. Đây, thì xe này mới vừa về tại Tân Cảng Minh Huy, và Minh Huy sẽ tiến hành làm spa, làm đẹp, vệ sinh kỹ lưỡng nha quý chị. Đấy, mua xe tại hãng thì chị chỉ việc lấy xe về đổ dầu và chạy thôi. Đấy, đổ dầu và chạy thôi chứ không phải làm thêm bất kỳ vấn đề gì cả. Minh Huy về sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng 176/1 rồi làm spa, làm đẹp, vệ sinh sạch sẽ hết. Đó, thì anh chị mua xe tại hãng Minh Huy thì anh chị yên tâm ha, có cam kết về chất lượng, đảm bảo xe không bị đâm đụng, không ngập nước và có chính sách bảo hành đầy đủ hết. Và với chiếc xe Fortuner 2019 anh chị nào mà thiếu tài chính á, thì phía tài chính Toyota cũng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình vay. Mình sẽ vay được 65% nha quý vị nha, 65% tối đa, anh chị có thể vay ít hơn và lãi suất là rất là ưu đãi luôn. Thì anh chị nào mà thích cái mẫu xe này thì anh chị liên hệ sớm, Huy sẽ tư vấn rõ hơn để quý anh chị mình mua về sử dụng gia đình. Máy dầu số sàn quý chị thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu, nhưng mà đi nó hơi mỏi chân. Còn máy dầu mà số tự động á thì nó rất là đỡ mỏi chân quý chị. Đó, cho anh chị nào mà chọn máy dầu số tự động thì anh chị lấy chiếc xe này. Về chất lượng thì anh chị yên tâm nha, bên hãng đã kiểm tra rất là kỹ cho quý chị rồi và có cam kết bằng văn bản xe không bị đâm đụng, không ngập nước. Đấy, bảo hành đầy đủ hết. Đó, còn xe Fortuner máy dầu thì quá nổi tiếng rồi quý chị, quá bền bỉ và được khách hàng săn đón rất là nhiều. Đó, cho nên là hôm nay Huy cũng dành vài phút cùng quý anh chị mình xem qua cái mẫu xe này. Thì anh chị nào thích mẫu xe này thì liên hệ sớm, Huy sẽ hỗ trợ tư vấn rõ hơn cho quý anh chị nha. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để có thể đón nhận những sản phẩm mới về tại Toyota Rizuma Tân Cảng, đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam. Huy xin kính chào và hẹn lại quý anh chị ạ.